Xin chào các anh chị, các bạn đang xem clip. Mình là bác sĩ Kim Hùng ở Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về chủ đề hút mỡ. Thì hút mỡ là một cái phẫu thuật nó đã có từ rất lâu. Và cho tới thời điểm hiện tại thì hút mỡ nó vẫn là một trong những cái phẫu thuật phổ biến nhất trong thẩm mỹ. Thì cái phẫu thuật này phổ biến bởi vì mình có thể thực hiện trên cả nam và nữ, và ở cả những trường hợp mà mình có cái cân nặng ổn định, có cân nặng vừa phải phù hợp, và mình có cái chế độ tập luyện nghiêm túc, có chế độ ăn kiêng nghiêm túc, nhưng mà có những cái khối mỡ thừa ở những cái vùng trên cơ thể, mình vẫn không thể nào mình làm cho nó hài hòa, nó thẩm mỹ được, thì mình sẽ dùng tới cái phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ này. Thì hôm nay bác sĩ Hùng sẽ chia sẻ với các bạn, các anh chị là những vùng nào trên cơ thể mình có thể sử dụng cái phẫu thuật, sử dụng cái phương pháp hút mỡ để mình giải quyết cái khối mỡ thừa mà mình không mong muốn đó. Thì đã dễ nhớ cũng như dễ hình dung thì mình sẽ chia sẻ những cái vùng đó từ đầu đến chân để mình dễ nắm. Cái thứ nhất là cái vùng đầu mặt thì mình có thể hút mỡ ở cái vùng má. Thì cái vùng má một số trường hợp thì nó rất là nhiều, nó làm xệ cái khối má xuống. Thì những trường hợp này thì mình sẽ khám, mình đánh giá. Thì nếu mà có cái vùng đó có mỡ thừa thì mình có thể hút cái khối mỡ thừa ở vùng má. Còn nếu mà cái khối cơ kết hợp thêm cái khối cơ cắn ở vùng má nó phát triển, thì có thể mình kết hợp thêm cái việc mà mình chích tiêm và botox để cho cái cơ vùng đó nó thon gọn hơn. Cái vùng thứ hai tiếp theo đó là cái vùng nọng trầm. Thì cái vùng này cũng làm cho cái khuôn mặt mình nó trở nên già và ít thẩm mỹ đi. Thì cái vùng này mình cũng có thể sử dụng cái phương pháp hút mỡ để mình giải quyết triệt để cái khối mỡ vùng nọng trầm này. Cái vùng tiếp theo mà mình có thể sử dụng tới cái phương pháp hút mỡ đó là vùng mỡ ở cánh tay và vùng nách. Thì vùng này thường nhiều cô gái trẻ cũng sử dụng những cái biện pháp không phẫu thuật để làm giảm cái khối mỡ này đi, nhưng mà nhiều khi cũng không hiệu quả, và cái vùng này cũng gây rất là kém thẩm mỹ khi mà mình cố gắng mình muốn mặc những cái đồ mà muốn khoe cả cánh tay ra. Thì đối với những trường hợp mà có cái khối mỡ ở vùng này nó hơi nhiều, làm cho cái chu vi của cái vòng tay nó hơi lớn, thì mình có thể sử dụng cái hút mỡ ở vùng này được. Tiếp theo nữa là cái vùng mà cái tụ mỡ nó cũng khá là nhiều, khá là phổ biến, đó là vùng bụng. Thì thường là vùng bụng mình sẽ phân ra là vùng bụng trên và bụng dưới, tức là mình từ rốn trở lên cái vùng thượng vị, hoặc là từ rốn xuống cái đường xuống hạ vị, xuống vùng bikini. Thì sẽ có những trường hợp chỉ có khối mỡ thừa ở vùng dưới rốn, nhưng mà cũng có những cái trường hợp khác là cả vùng trên rốn cũng có khối mỡ thừa này. Thì mình có thể sử dụng cái phương pháp hút mỡ khá là tốt, đặc biệt là với những cái trường hợp mà những phụ nữ, những cô gái mà chưa có lập gia đình, chưa có em bé, thì mình hút mỡ thì cái da lúc này nó cũng khá là tốt, nó đàn hồi tốt, và cái nền cân cơ bên dưới thì nó không có bị giãn, nên cái hút mỡ sau khi hút mỡ thì mình sẽ có được cái thành bụng, cái vòng bụng khá là đẹp. Và cái vùng tiếp theo nữa là cái vùng hai bên hông eo. Thì đây cũng là cái vùng mà cái mỡ nó tập trung khá là nhiều, và mình cũng có thể giải quyết tốt nó bằng cách là hút mỡ. Ở vùng bụng cũng như vùng hông eo này thì sẽ có những ý kiến cho rằng là ví dụ như mình có thể ăn kiêng hoặc là mình tập luyện gì đó thì cũng sẽ có thể là làm tan cái khối mỡ vùng này được, nhưng mà theo quan sát thấy thì cũng khó là tan được bằng những cái biện pháp như vậy. Trong khi mình có thể sử dụng cái biện pháp hút mỡ đơn giản nhẹ nhàng thôi, thì mình giải quyết triệt để cái khối mỡ vùng này để cho cái thành bụng mình đẹp hơn. Cái vùng tiếp theo mà bác sĩ muốn chia sẻ đó là cái vùng lưng. Vùng lưng thì thường là ở phần cao, thì những cô gái khi mà mặc những cái đồ bikini thì mình sẽ thấy có những cái nấng mỡ ở đó thì không có thẩm mỹ. Và vùng lưng thấp thì đối với cái vùng lưng kết hợp với cái vùng đùi á, thì
thì nếu mình hút mỡ vùng đùi, mình tạo cái ngấn mông phía dưới và mình hút mỡ phía trên, thì mình có thể mình tạo được cái hình dáng của cái vòng ba thì khá là ok. Cái vùng hút mỡ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái vùng đùi. Thì cũng tùy theo người, có những người thì cái khối mỡ nó tập trung ở vùng đùi khá nhiều, làm cho cái chi quy vòng đùi khá là lớn. Thì cái vùng đùi cũng là một cái vùng mà cho phép mình hút được một cái lượng mỡ lớn và mình giảm được cái chu vi vòng đùi nhiều. Cái vùng tiếp theo mà mình có thể hút mỡ và hiệu quả được đó là vùng cẳng chân. Vùng này thì hiếm người có cái khối mỡ nhiều vùng này, tuy nhiên cũng có một số trường hợp thì có. Thì đối với những trường hợp mà có khối mỡ ở vùng cẳng chân này thì mình cũng có thể sử dụng cái biện pháp hút mỡ để mình giảm cái khối mỡ ở vùng này được, và cái hiệu quả của nó cũng rất là tốt. Cái vùng hút mỡ tiếp theo mà Hùng muốn chia sẻ đó là vùng tuyến vú. Thì chắc các bạn sẽ ngạc nhiên, tuyến vú mình muốn làm lớn lên thì không được thì sao, mình phải hút đi. Nhưng mà sẽ có những cái tình huống là mình, những cái nam giới mà mình bị nữ hóa tuyến vú, thì mình sẽ những trường hợp này thì mình sẽ kết hợp với hút mở ở tuyến vú đi cho cái tuyến vú nó thon gọn lại. Cũng có thể là mình sẽ phải phẫu thuật để mình làm cho cái tuyến vú nó thon gọn. Và cũng có một số trường hợp là ở phụ nữ mà tuyến vú nó phát triển phì đại ấy, thì có thể mình sẽ hút một xíu mỡ để cho cái tuyến vú nó thon gọn hơn, ngoài cái việc mà mình kết hợp với phẫu thuật. Thì trên đây là cái những cái chia sẻ của Hùng về cái việc hút mỡ và những cái vùng trên cơ thể của mình mà mình sử dụng cái phương pháp hút mỡ thì nó sẽ cho mình cái hiệu quả tốt. Ngoài cái việc mà thường là những cái mỡ vùng này là những cái mỡ nó khu trú mà mình có sử dụng chế độ tập luyện thể dục hoặc là mình ăn uống theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt thì nhiều khi cũng không có giải quyết được cái mỡ ở những vùng này, là mình sử dụng cái biện pháp hút mỡ thì sẽ hiệu quả hơn. Thì trên đây là những điều mà Hùng muốn chia sẻ về cái chủ đề hút mỡ. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi clip đến lúc này. Nếu các bạn, các anh chị có nhu cầu được tư vấn về cái giải quyết những nguồn mỡ trên cơ thể của mình thì các anh chị có thể liên hệ với bệnh viện Cát để được bác sĩ tư vấn cho mình. Xin cảm ơn.